Ok, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình lại ăn event tiếp nha. Mình lại đầu tư nha. Ok. Hồi sáng là do mình có nạp rồi cho nên là bây giờ ăn mấy cái event thôi. Không có không có đi xì. Tầm 68 nha. Ok. Tính mình sẽ mở sau nha mọi người. Ok, không được gì hết. Nhập liên tục, ok, nhận. Mình để sao nha mọi người. Bây giờ mình mua cái đầu tư nha. Ok. À, mà đặc biệt là như thế này, mình sẽ mua cái đang chuyển nha. Chuyển sang hệ cung. Ok.
Xong rồi nha. Ok, mình kết thúc video tại đây nha.